Bố nhà đây, chơi ở đây bố làm cho. Đeo kính vào. Đeo kính vào. Đeo kính vào con. Đeo kính vào. Đeo kính vào con. Rồi, nào, giờ đây nào. Đạp mạnh nào, đạp mạnh, đạp mạnh. Ừ. Đeo kính vào bốn, đeo bố cầm nhá, đeo kính vào. Ra đây nào Bôn ơi, Bôn ra đây bố. Nào con đạp mạnh đi để cho mọi người đi. Tay quạt nào. Nào, về quạt tay, quạt tay, quạt tay, quạt tay. Lạnh đúng không con? Quạt tay ra đây. Này, quạt tay ra đây. Bôn. Đây ra đây. Làm bơi nào, hộp đồ xuống bơi nhanh. Đi bơi. Nào, đeo kính vào, hộp đồ xuống bơi ra đây bố. Hộp đồ bơi ra đây nhanh, gần rồi. Gần hai bơi nữa kìa, không sợ. Ấy rồi, thế bố mới phải bảo bơi, bơi mạnh lên. Mạnh mẽ lên người nó sẽ nóng. Nhanh Bôn. Cứ bơi đi, nằm xuống bơi ra đây. Bố nói Bôn. Tập trung. Tập trung. Vẫn đấy, lúc đi ra con nhà bảo bố gì. Dạy con để con bơi ở gần mà nào. Đấy này, chị này, chị đang bơi ở ngay đằng sau con này. Thế chị nằm đấy. Bôn ra đây nào, cầm tay bố. Bơi. Rồi. Nào, tập trung. Rồi, hay ra đây bố mới bế được. Rồi, đây bố bế, rồi. Trời ơi, bố em bế, ừ. Bố bế này để con làm quen dần với cả nước rồi. Xuống đây bố đang cất đây, đây. Con thấy bạn nghe ra xa chưa này, bạn nghe ra xa rồi kìa. Thấy chưa, đúng không? À, Bôn. Bơi ra đây bố nào, bơi nhanh ra đây với cả bạn nghe, nhanh. Rồi, rồi. Nào, một hai nhịp nữa lại, tiếp nào. Ơ, đã đạp được phát nào đâu, đạp, co đạp tử tế, 5 nhịp rồi mới hay lên. 1 Đạp khẽ 2, rồi 3, rồi, mới có 3 thôi. Nào, tiếp nào. 1 2, mới có 2. Đạp tiếp nào. Đau tay ở đâu? Đâu chỗ nào? Không sao đâu. Đang là người ngứa tí thôi, không sao nào. 1 2 3 4 hả? 5 có sướng mà. Nhưng ở đây ít rồi, chỗ săn hô kia mới nhiều. Nhiều lắm. Ngơ. Rồi ôi bạn nghe đang đạp kìa. Đây đây đây. Rồi rồi, hết rồi, không sao. Con đang đứng trên chân bố đúng không? Xin phỏng vấn anh Bùn, anh bơi thì thế nào? Thích không? Có ai không ạ? Không ạ, tôi lặng luôn. Có ạ thì tôi... Có ạ tôi cũng lặng. Rồi. Bơi thi với bạn bé là con bơi từ đây ra chỗ bạn bé rất là gần nhau.
hàng rất là gần, là bơi ra đấy, bố ngửa ngay đằng sau, bố đẩy tiếp nhá. Các bạn nghe xem nhá. Nghe tập này. Làm đúng 5 nhịp như bên nãy là giỏi đấy. Bên nãy còn làm 5 nhịp rồi, ra tóm lấy bạn nghe. Ừ, là thế thì theo thế này, đi ra. Đấy, bố cố ở bên cạnh này, theo thế này. Đúng rồi này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vâng, hé hụp cả đầu xuống, nghe vẫn chưa hụp cả đầu. Hụp cả đầu xuống giống bạn tô bùn ấy. Hụp cả đầu nằm nằm thổi bóng, nghe ơi. Đúng không? Nằm ngang ra, lấy miệng thổi ra, thổi bóng bóng. Tập thổi bóng bóng nào. Bùn tập bùn thổi bóng bóng cho bạn xem nào, bùn. Bùn thổi bóng bóng nào. Thổi u, biết chưa? Đấy. Thổi không lên. Đấy, nào, thổi giống bạn đi. Thổi giống bạn đi. Thổi giống bạn đi. Nào buôn thử bóng bóng mà xem nào. Buôn thử bóng bóng mà xem cái nhìn này. Chẳng đi dưới bơm đâu mà rồi. Thì bạn úp miệng xuống. Em thấy đây này, nhìn bạn này. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy bóng bóng to đùng lên chưa? Con nhìn nhá, con nhìn bạn ngồi mặt xong lên, bạn có bị nước bóng bóng không? Không phải vào. Bạn làm thế rồi, nào, nghe thử nào. Bạn buôn làm lại nào. À, buôn làm lại xem nhá. Con nhìn nhá, bạn lên này, bạn lên xem bạn có làm sao nhé, bạn còn chẳng thấy chưa? Đấy, đấy, úp mặt xuống nó thổi bụp bụp. Úp mặt xuống nó thổi bụp bụp. Đấy, rồi. Cắt xuống lên xong rồi xem. Nghe nhìn bun đạp chân đấy này, bố đạp đạp 5 phát đấy bố nè, bơi theo bố nè, bun bố con ngâm cái đầu lên. Ê, con nhìn nước mà con đấy giỏi quá con nó bun quá giỏi nha. Nào bấm cổ bố, bấm cổ bố nè, bấm cổ bố chưa rồi, gần đạp chân đấy. Đặt chân đấy cho bố bơi. Hỏi trời nó chạy đi. Đặt chân đấy bùn bùn nhìn nhìn sang camera này. Đặt chân đấy cho bố đi. Đặt chân đấy rồi. Ui trời. Nghe ơi, bùm bùm hẳn nào. Trời ơi. Nào chúng bạn này, nghe há mồm này. Hít một hơi vào xong rồi nín thở. Cúi xuống không thổi phù phù. Không không hút miếng vào miệng ấy. Nín thở. Đúng rồi, đấy mình ngập được cái mũi. Nhưng mà đang sai, nghe đang há miệng để hút nước mà. Hít một hơi ngậm miệng lại, hít một hơi ngậm miệng này. Không cúi xuống nước thì mới bắt đầu há miệng ra để thở. Hít hơi là hít thật mạnh. Hít, hít vậy này, nhìn chú này, nghe nhìn chú này. Hít thở. Ngậm chặt miệng nữa này này, ngậm chặt miệng. Rồi. Đây bố đã ngậm. Ngậm chặt miệng không cúi xuống thở phù 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 giống bạn bùn bên nãy. Này hít này. Đấy, kiểu đấy. Dễ thôi mà. Đi, dễ thôi. Con làm đi, con lúc này con làm được rồi đấy. Con ấy, cái mũi xuống mà con không vấn đề gì là được rồi đấy. Đây. Nào, xuống này như lúc này vậy. Rồi, gấp mồm. Đúng rồi.
Nghe cứ há miệng lúc mà cúi xuống thì là nước nó trôi vào. Bố biết rồi. À bun này bun. Là bun quay lên nè. Nè, quay nhá. Quá cố gắng rồi. Giỏi lắm nè, nhìn bun này. Đấy bạn bun á tập được đến như ở kia đó. Đấy, nào tiếp nào, bơi 5 nhịp nhá. Được rồi đấy. Dầm được. Ồ. 5 nhịp cho mà con. Con làm chân cho nó đúng công tác, bố thấy con chân con đạp nó chưa đúng không? Chưa đúng công tác không? À, lại 5 nhịp nhé. 1 2 3 4 Ôi trời ơi mày quá. À, con bám vào chân bố nè. Wow, tắt cái này đến nữa.